con hứa là anh Sùng phải nhảy. Bây giờ có 70 tuổi cũng nhảy, 90 tuổi cũng nhảy. Quý vị có đồng ý không ạ? À, mà bao nhiêu lâu nay thì mình tới San Diego ai cũng yêu cầu cho mình nhảy Vans mà thì mình chưa có dịp nhảy Vans. Thì ngày hôm nay thì mình năn nỉ lắm anh mới chịu nhảy ra với Thùy Vân, cho nên là và anh gần đây cũng không có nhiều thời giờ, cho nên Thùy Vân nghĩ là những tràng vỗ tay khích lệ của quý vị sẽ làm cho anh Sùng cảm thấy là tự tin hơn. Quý vị đồng ý không ạ? Một tràng vỗ tay cho anh Sùng. Hứa hồi sớm để cho hát lâu lâu cho Thùy Vân quên rồi, giờ Thùy Vân bắt nhảy làm sao đây? Tính trốn khỏi nhảy mà. Thôi thì mình đã hứa là mình phải giữ lời. Thì Vân hứa năm tới là thì Vân sẽ tấu hài, là thêm tấu hài. Bây giờ mọi người một tràng vỗ tay cho mình ready ha. Trong cái môn tấu hài, tôi với Thùy Vân có tập một vài hôm. Thì Thùy Vân nói, ủa sao các anh trong bên ngoài đứng đắn mà anh vậy? Giữ cái dây dê hay quá vậy. Thì nói đi, cô tưởng tôi diễn dây dê với cô là tôi diễn sao? Tôi đâu có diễn gì đâu, tôi dê thiệt đó cô ơi. Bây giờ tôi đành phải làm cho hết bổn phận. Xin mời quý vị xem cái màn Đổng Trác Hí Điêu Thuyền. Ngày ấy
Xin cảm ơn quý vị.